những trọng tài có chuyên môn. Hôm nay chúng tôi đồng hành với giải đấu sân 7 người. Và bình luận trận đấu ngày hôm nay đó là bình luận viên Dũng LT và bình luận viên Cao Minh đến từ báo Kế Hoạch Hóa Gia Đình. Trọng tài đang làm thủ tục để cho hai đội bóng bước vào thi đấu trận đấu tiếp theo cho buổi sáng ngày hôm nay. Và FC Tân Lạc Hồ Chí và dân dân chúng tôi thi đấu của FC Công An Huyện gồm có số 9 Tiên Đăng, cầu thủ số 2 số 10 Kim Trọng, số 11 Anh Đức, số 0 Thái Sơn, số 38 Tiến Sa Na. Bắt đầu. Và cầu thủ thuộc đội tuyển quốc tế Công An Huyện là thủ môn Mạnh Giáp và cầu thủ Vận Khánh mặc áo số 11. Thời tiết đẹp hay đá cho tan nát cuộc đời luôn hay bể chân. Mở chân thoát đi. Khánh đi đâu? Tôi ôi trời ơi. Như vậy là sẽ có một quả sẽ là một quả penalty cho các cầu thủ FC Công An. Một quả phản đối rất to ở khu vực bóng cấm và cầu thủ phản đối là Khánh Nguyên Nam. Và sau đó của hai cầu thủ ở khu vực bóng cấm đã khiến cho Khánh Nguyên Nam bị đau và sẽ là một quả penalty cho các cầu thủ FC Công An. Và đứng trước một vòng này đang là Tiên Bom và Chu Quang Tiến hay được gọi là Tiến Sa Na. Quang Tiến và giết được bàn đầu tiên là lập tức bóc lưới của thủ thành Đăng Triều. Tỷ số là 1-0 cho FC Công An. Cầu thủ với ghi bàn là Chu Văn Tiến hay còn gọi là Tiến Sa Na. Như vậy là tỷ số đã được mở cho trận đấu giữa các cầu thủ FC Công An và FC Công An. Theo giờ trận đấu đánh giá thì về chiều sâu đội hình thì các cầu thủ FC Công An có sự thay đổi, và đặc biệt là về trung vệ đội tuyển
xem. Và rất được ngay của chuẩn bị Quang Sơn. Không có gì khó khăn đối với thực hành Liên Giáp. Anh Đức đá bên cho Tân Lạc. Vì Đức là người đá phạt. Và rất là đẹp, rất là tốt của Ngọc Sơn. Trọng Quang Đức bóng rồi, kim trọng, rất nhanh. Có phạm lỗi của Trọng Quang đối với Trọng Quang hai số 10 của hai đội. Trọng Quang sử dụng kỹ thuật rất tốt, đặc biệt là sự cản đất và kỹ thuật rất khéo léo của cầu thủ này. Là một sự đáng quên cho đội bóng. Với những gì đặt ra cho thế giới gì thì thế trận gần như là năm một năm các cầu thủ công an của chúng. Một tên và công chế lỗi. Xin lỗi phạt đặc biệt cho Tân Lạc. Ngọc Sơn. FC Công An đang có dàn cổ động viên nghỉ rất là nhiều, đang cổ vũ rất là thịnh cho FC Công An. Anh em ơi, kịp lắm. Được bóng rồi. Và các bóng của Kim Trọng rất nhanh. Lỗi đời sau. Sẽ là phạt đá phạt cho FC Công An. Và như thường lệ thì đứng trước của phạt đá phạt vẫn là tiền vệ cho Văn Tiến. Tiến Sala. Một cự ly đá phạt rất nguy hiểm cho FC Công An. Rất có thể sẽ là một bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho FC Công An. Một tiếp bóng là anh Đức. Xin được mời. Một pha dứt điểm của bộ đội vệ bên phía FC Công An. Cầu thủ dứt điểm là Thái Sơn. Công an cố lên cho các cầu thủ Tân Lạc. Hoàng Sơn chuyền bóng cho Ngọc Sơn. Vẫn là một lối đá chân trái của cầu thủ Hải Đội. Do bên phía FC Công An đã có một bàn phạt trước nên cũng không có gì để phải vội vàng cho bên phía FC Công An. Được đánh giá là đội nhiều hơn. Và cài người lỗi. Đánh đầu pha bóng rất tốt của Thái Sơn. Cầu thủ và rất có thể sẽ là Trọng Quang là cầu thủ đá phạt. Xin được mời bóng đi rất nhanh chính xác. Đội tuyển Kim Trọng. Anh Đức vẫn lại Đức. Bây giờ Việt Hoa làm gì đây? Các thủ quang người sẽ là một pha đá biên cho các thủ Tân Lạc.
vâng, xin lỗi, đó là một bài viên cho các cầu FC Tân Anh. Kính thưa ông, bóng công an được thử tốc độ và tài lực của anh Đức, được và chuyển bóng thì chính xác của công an. Đó là những pha tranh chấp rất quyết liệt ở dưới sân. Quang Tiến pha trọng tay cho anh Đức nhưng không thành công. Vi Đức trọng bóng đội bàn thắng của các cầu FC Tân An được đến từ một pha phản lưới trong vòng cấm và được chụp quả đá penalty. Và tiếp bóng rất nguy hiểm, anh Đức vẫn là anh Đức. Pha đi bóng của anh Đức và tiếp bóng có thành công. Trọng Quang, Vĩ Đức có thể dứt điểm. Phát hô từ hôn công an. Một pha cứu thua của thủ thành huyện đá chơi trò trước cửa thành của Lương Giác. Biết thế, Ngọc Sơn và đảo cánh thì bóng về cho Trọng Quang và chuyển bóng về phía bên trong. Bóng rút được về dọc và pha đá biên cho FC Công An. Tiền vệ Chu Quang Tiến bên phía công an huyện sau khi rời đơn vị Quế Phong thì hình như anh đá lên cân hơi nhiều nên là tốc độ không được như cách đây. Lỗi rồi, đá phạt cho Tân Lạc Quỳ Châu. Vẫn chưa có nhìn được cái gì ngoài một tình huống pha đấm bóng của thủ thành Lương Giác và một tình huống đã phạt góc cho FC Tân Lạc. Nếu như có một màn vấn hòa với FC Tân Lạc thì kết thúc trận đấu sẽ hay hơn rất nhiều. Và ta sẽ không chơi được. Trọng Quang xin đẹp và đánh đội hình của Viết Thế. Đánh thẳng lắm của anh Đức. Kim Trọng sau khi Quang Sơn bị đau dưới sân thì Ngọc Sơn đã phải lùi về đá trung vệ sân và đã trả vào vị trí của một pha phối hợp tấn công rất hay của cầu thủ FC Công An và cầu thủ ghi bàn vừa rồi là Nguyễn Tuyên hay được gọi là Tuyên Đông. Cầu thủ mang áo số 9 với độ cản lướt rất nhanh và pha ra chân rất nhanh của Tuyên Bông đã đem lại bàn thắng thứ hai cho FC Công An. Tỷ số bây giờ là 2-0. Một lợi thế không nhỏ cho thủ thành Đăng Triều, làm cho thủ thành này phải vào lưới nhà bóng. Một quả bóng, một pha phối hợp rất đẹp mắt của FC Công An. Như vậy là tỷ số của trận đấu lúc này đã nói lên những điều mà giới chuyên môn chúng tôi đã đánh giá từ trước về khả năng cũng như chiều sâu đội hình của FC Công An và FC Tân Lạc với sự đồng đều của đội hình, trẻ khỏe, tốc độ và kỹ thuật rất tốt của các cầu thủ FC Công An. Và hai bàn cuối cùng là điều hiển nhiên thì đến lúc này. Nhưng đáng đáng là như vậy chúng ta có thể đặt trước được điều gì, bởi vì phía trước là còn rất nhiều thời gian cho cái đội Thành Đức. Nguyễn Tiên pha phối hợp
là cả chuyện từ người quá xa so với cả di chuyển của tuyệt vọng hú giết trọng vang mỹ đức và trọng phe hai. Rất may là Quang Tiến đã phá giải được tình huống vừa rồi. Vì Đức rất hay xuất hiện. Và giả chân rất nhanh của Vì Đức. Và mọi người rất kỳ vọng nhưng rất tiếc là tình huống cuối cùng lại không chính xác. Sẽ đáng tiếc cho các cầu thủ FC Tân Lạc. Một pha xử lý rất kỹ thuật của Vì Đức. Cầu thủ mang số 7 bên phía FC Tân Lạc. Đúng dũng. Việt qua. Vì Đức. Trọng Quang không thể dứt điểm. Dứt điểm rồi, rất đáng tiếc. Một pha đánh đầu cân thành của Viết Qua, bóng đi trên khung thành trong gần tết, rất đáng tiếc cho cầu thủ FC Tân Lạc. Với cầu thủ dứt điểm vừa rồi là Vi Đức chứ không phải là Viết Qua. Một là pha đánh đầu hơi với của Vi Đức, bóng đi trên khung thành. Rất đáng tiếc cho cầu thủ FC Tân Lạc. Bóng được quyền ở dưới dân. Bóng với Can. Kiếp đọc. Đó là kiếp đọc. Và đã bóng cũng thành công. Anh ta bóng quá nhẹ từ Quang Tiến. Đối dưỡng Viết Qua dứt điểm. Chúng ta bóng trước một cuộc phản công. 23 bóng là cánh Neymar chuyền bóng cánh lên dứt điểm. Tiến vào dứt điểm này. Thái vào dứt điểm liên tiếp của Nguyễn Tuyền. Và tỷ số bây giờ là 3-0. Đối ta dứt điểm đầu tiên thì Thủ thành Đăng Triều đã cản phá được, nhưng sau đó là một pha đá mời thành công của Nguyễn Tuyền cú đúc cho cầu thủ mang áo số 9 bên phía FC Công An. Và có hy vọng trong trận đấu này thì cầu thủ FC Công An sẽ có được bàn gỡ. Sẽ là pha đá phạt cho các cầu thủ FC Tân Lạc. Biết thế. À, sau khi có bàn thứ ba thì chắc chắn rồi các cầu thủ của FC Tân Lạc sẽ lùi sâu và chơi phòng ngự phản công và tìm bóng thành công. Phản công cho Tân Lạc không được rồi. Ngọc Sơn. Xin nhắc đây. Tình huống đập bóng chính xác của đường sắt. Bóng an toàn của Hữu Dũng. Một tình huống đã phản góc cho các cầu thủ FC Công An. Khách. Tiếp tục là một pha đá phạt góc cho FC Công An. Điểm trước là phạt góc là Khánh Neymar. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang có mặt tại sân Nhật Tảo Lê Hương để cùng đồng hành và theo dõi các lượt trận trong trận đấu vòng bảng
trong khuôn khổ giải đấu bóng đá sân bảy Super Cup cuối vòng lượt 1 2023. Và trận trận lúc này là cuộc đối đầu giữa các cầu thủ FC Công An và FC Tân Lạc. Và tỷ số trên sân lúc này là 3-0 nhìn về các cầu thủ FC Công An. Với các cầu thủ ghi bàn về phía FC Công An là một cú đúp cho cầu thủ mặc áo số 9 Nguyễn Tuyên và một bàn thắng của Chu Trọng Tiến ở chấm penalty. Tiến Đức, Hữu Dũng và chuyền bóng không rõ địa chỉ của Hữu Dũng. Trận đến là hết à? Chiều 2 trận à? Chiều 4 trận nữa. Đó là những tình huống trên sân bóng chậm rãi bên phía phần sân nhà của FC Công An. Và chuyền dài cho Nguyễn Tuấn dẫn đầu. Tiếp không? Nhưng không sao. Có thể làm lại. Lỗi đẩy sau sẽ là một pha đá phạt cho FC. Trong hiệp một của trận đấu thì các cầu thủ hai bên vẫn chưa có sự thay đổi cầu thủ nào. Đầu tiên pha đá phạt là Tiến Đức và đá thẳng bóng trúng hàng rào. Viết thế làm gì đây? Ngọc Sơn và công an không thành công của Ngọc Sơn. Như vậy là trọng tài đã đổi khởi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Trận đấu giữa các cầu thủ FC Tân Lạc và FC Công An. Và xin mời tất cả các khán giả chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ sau ít phút để chuẩn bị theo dõi hiệp đấu thứ hai. Trận đấu giữa FC Công An và FC Tân Lạc và hiệp một của trận đấu thì tỷ số là 3-0 nghiêng về các cầu thủ FC Công An. Đừng ôm kệ em biết là nửa lắm anh. Sáng ngang đã cứu thua một bàn chân thấy cho các cầu thủ FC Tân Lạc. Bách Tùng. Thì với mấy cái này, mấy cái văn phòng tự giải.
vì chất lượng giải đấu năm nay thì chắc chắn là được. Đúng anh là gì đây? Là Nguyễn Việt. Nguyễn Việt à? Cô theo dõi cái tuần này. Không, anh không trực tiếp á. Và những người chuẩn bị vô địch cho trận đấu này là FC Công An, FC Công An 10-1. Em mới bình luận có vài chân thôi. Bác Thái. Ừ. Bác Tùng. Và chơi công việc phản công. Trần Quang. Và được chấp giữa Trần Quang và Chu Quang Tiến. Quang Tiến. Lỗi người. Anh Tài ơi, xin là phản ánh thật cho các cầu thủ FC Công An. Và dứt điểm. Trong hiệp đầu phút đầu tiên thì đến hiện tại thì các cầu thủ FC Tân Lạc vẫn chưa với thế trận như hiện tại thì rất khó để các cầu thủ FC Tân Lạc có khó kiếm được bàn gỡ trong trận đấu hôm nay. Và vừa rồi thì các cầu thủ đã hoàn thành dứt điểm. Bóng trúng vào người của Hữu Dũng sẽ tiếp tục là một pha đá biên cho FC Công An. Và dứt điểm rất thuộc về cảm giác của mình. Ngọc Sơn cánh rất thoáng cho Hữu Dũng. Dứt điểm ơi. Và dứt điểm từ chính xác của Ngọc Sơn. Quang Tiến và truyền bóng hơi nhẹ của Quang Tiến cho Kim Trọng. Lỗi rồi, pha phạm lỗi của Văn Bằng, cầu thủ mới được bổ sung thay về vị trí FC Công An. Pha đá phạt cho FC Công An được bổ sung thêm 3 cầu thủ. Đó là cầu thủ Hải Bình, Văn Khánh, tức là Khánh Lê Ma. Và Chu Văn Tiến vị trí công an tự công tác tại công việc của thi. Và vừa rồi là Thái Sơn. Trời, và phối hợp ngon nữa mà hai. Và giải thích tấn công của các thủ Tân Lạc nhưng rất đáng tiếc là vẫn chưa có bàn thắng chứng minh tỷ số cho các thủ FC Tân Lạc. Quang Tiến. Chưa? Nấu đi! Đây! Đây! Đây!
tiếc, ai đời cho tôi. Đi sẽ trốn rồi. Không lên, không lên. Đây cắm đi. Cắm đi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Bóng đầu. Ôi, em luôn chú ơi. Bóng của Bách Tung. Kim Trọng. Giữ thế. Một pha sút tấn công của Kim Trọng. Nhưng thủ thành bên phía Tân Lạc đã chơi xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Tuấn Eric. Nguyễn Tiên. Phá diệt bóng cho Kim Trọng. Bóng đá dứt điểm từ xa và dứt điểm thiếu chính xác và dứt điểm thứ ba của Tăng Khánh và tỷ số là 3-1. Trận thắng thuộc về các cầu thủ FC Công An. Trận đấu bây giờ cũng đã khép lại lượt trận sáng nay và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng trở lại sân Lê Hương vào lúc 16:30 chiều nay để cùng theo dõi các lượt trận tiếp theo.